tắc đèn nha các bạn. Ở BCX thì nó không có cái đèn sương mù mà nó chỉ có một công tắc là bật tắt đèn pha thôi ha. Cốt pha thì nó nằm bên đây, còi đây, đây xi nhan. Mình sẽ bật chìa khóa lên cho các bạn xem cái đồng hồ của nó. Đồng hồ của nó là full LED hoàn toàn các bạn. Đây là cái bản 2019 ha. Tất cả sử dụng bóng LED hết. Đây, đèn pha của nó. Buổi tối rất là đẹp, nó có cái dải đèn LED chạy dọc từ trên mặt nạ xuống dưới gần sát đèn pha này các bạn. Dải LED này nó tương ứng, nó thay cho cái của đèn sương mù đấy. Ở Việt Nam thì nó chỉ có bản hai bản là 125 và 150 và nó không có ABS. Còn một chiếc nữa là cái bản xe điện thì mình không có nhắc tới. Mà sau của nó là 120 70. Đây, vỏ trước là 100 80. Đây là nắp xăng nè các bạn, nhấn ở trên bật nắp xăng lên ha, đổ xăng vào đây. Nhánh dưới bật kia. Khoang in nó rất là rộng để có thể bật cái in lên hết cỡ thì các bạn phải để thẳng tay lái, nếu không nó sẽ bị cấn cái in ha. In này thì nó có cái lò xo tự đẩy lên và nó chống cho là tự rớt xuống. Khi rớt xuống nó vẫn nằm một lại một đất nha các bạn. Khi in rớt xuống nó vẫn nằm lại, nó không có rớt hẳn xuống. Số máy của nó, số sườn nằm đây. Bên dưới này là số máy. Đây là phiên bản bạc bóng nha các bạn, đen bạc bóng ha. Bạc bóng mới có 125 thôi nha các bạn. Còn nếu mà phiên bản bạc mờ thì nó là 150. In sử dụng chất da nhám, có vẻ cũng tốt cho nên khi rờ vào cũng có cảm giác là êm ái. Tay ga thì mình mới chạy có hai mấy cây cho nên bây giờ hiện tại bây giờ nó vẫn cứng. So mình cảm nhận thì mình cảm thấy nó là nó cứng hơn chiếc SH đấy, mà không biết sau này thì nó có dịu hơn xíu nào hay không. Bây giờ mình sẽ đề lên cho các bạn nghe tiếng máy nha. Tiếng máy của nó nổ có vẻ là to hơn cái chiếc SH đấy các bạn. Dàn đầu nhìn rất là to, trông rất là khủng. Đây là cái cốp trước để đựng đồ.
chúng ta có thể bỏ một cái điện thoại cùi bắp nhỏ nhỏ, hoặc là một chai nước suối, khăn hoặc là khẩu trang, bao tay, những món đồ nó nhỏ nhỏ thôi, nếu mà to quá thì không bỏ vừa đâu các bạn. Nó có cái dở là nó không có khóa, cho nên là khi bỏ đồ trong này thì những đồ giá trị thì nhớ lấy ra, chứ không vào bãi giữ xe là hồi là không thấy đâu. Đèn nó thì nó full led rồi, tất cả các bóng của nó đều là bóng led hết, kể cả đèn chiếu hậu, xi nhan, mặt đồng hồ. Cá nhân mình thì mình thích nhất là cái bảng đồng hồ của nó. Khi chạy thì nó hiển thị toàn bộ là cái thông tin trên này là đèn led hết, cho nên là mình rất là thích. Khi mình chạy đường trường thì nó báo lên tới 69 cây một lít. Không biết có chính xác hay không. Mình chạy vòng vòng 3-4 km mình dừng thì nó lại báo là giảm xuống còn 62 cây một lít. Nếu các bạn đi đường trường, xe này mình cảm giác là nó rất là lợi xăng ấy. Bản ở Việt Nam nó có cái dở, cái là cái phanh nó là phanh tang trống sau nè các bạn, không ABS, phía sau lại là tang trống, mâm made in Việt Nam. Bản 125 thì nó chỉ ghi chữ BCX thôi nha các bạn. Còn bản 150 thì nó sẽ ghi chữ BCX 150 ha. Còn khi mà thấy trống như vậy là chúng ta có thể biết là nó đây là cái bản 125. Hai nữa là bản bóng này là bản 125 và bản M, bạc M đó là bản 150. Cho nên là khi nhìn lướt qua là chúng ta cũng thấy biết là xe đó là 125 hay là 150 rồi. Màu đen M thì nó cũng là 150 nha các bạn. Mình thấy hầu như các màu mờ là 150, còn các màu bóng là 150, 125. Kết nhất là cái đồng hồ của nó, tay lái của nó lái rất là sướng. Thứ hai nữa là cái dải đèn led. Chạy khi buổi tối mà nhìn đối diện là cái dải đèn led này, nhìn mặt nạ nó rất là đẹp nha. Ba nữa là tư thế ngồi thoải mái, muốn đổ xăng thì chỉ cần nhấn nút ở đây, không cần phải leo xuống xe. Ngoài ra thì nó chẳng hơn SH là cái gì cả, thậm chí nó còn thua cái giá của chiếc SH More nữa các bạn. SH More rẻ nhất là 55 triệu, mà xe này rẻ nhất thì là 57 triệu. Nhưng mà ngược lại thì xe này nó không có ABS. Rồi mình review nhiêu đây thôi, tổng thể chiếc xe thôi. Nếu có bạn nào thắc mắc thì có thể để lại comment bên dưới phần nhận xét của video nha. Chào tạm biệt các bạn.